Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm theo ý Đảng, tòa dứt khoát chạm dân. Vào chiều ngày 10 tháng 9 năm 2020, vụ án Đồng Tâm đã kết thúc ngày xét xử thứ tư với thông báo của hội đồng xét xử rằng bản án sẽ được tuyên vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ Hai 14 tháng 9 năm 2020. Hàng loạt các yêu cầu của các luật sư bảo chữa miễn phí cho các bị cáo ở làng Đồng Tâm đã bị đại diện Viện Kiểm soát bác bỏ theo kiểu không cần thiết. Đây là hình ảnh các luật sư bảo vệ cho các bị cáo ở làng Đồng Tâm. Tòa cuối cùng đã kết thúc phần tranh luận đối đáp giữa luật sư hai bên và đại diện Viện Kiểm soát, trong khi các kiểm soát viên chưa đối đáp với luật sư và ông chủ tọa cũng không thèm hỏi lại ý kiến của các kiểm soát viên. Theo biên bản phiên tòa được luật sư Ngô Anh Tuấn ghi lại công khai trên trang Facebook của mình, có thể thấy rằng các luật sư hầu như đã thực hành kiêm nghề phóng viên bằng các thông tin trên Facebook hầu hết mọi diễn biến, khiến cho dư luận hầu như được cập nhật kịp thời và đầy đủ, nhất là việc ghi lại biên bản phiên tòa của luật sư Ngô Anh Tuấn phần nào vô hiệu hóa lối xét xử công khai nhưng lại cấm dân tham dự này. Đến chiều ngày 10 tháng 9 năm 2020, khi buổi xử kết thúc thì các luật sư đã bị hành hung theo kiểu côn đồ bởi đám công an, an ninh ngay khi vừa rời khỏi tòa. Ban đầu khi luật sư Ngô Anh Tuấn đem USB ra chỗ để máy tính thì bị một nhóm công an cả thường phục và sắc phục ngăn lại hạch sách. USB này là của ai? Sau đó bắt đầu màn gây khó khăn và đe dọa cướp đồ. Lúc ấy các luật sư đều đã về, chỉ còn lại luật sư Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng và Ngô Tuấn. Thấy tình hình căng thẳng, ông Mạnh và ông Miếng ra can thì cũng bị đám công an này gây sự và bẻ tay lôi ra ngoài. Đi được vài bước, mấy kẻ mặc thường phục thẳng cánh xô các luật sư từ trên cầu thang xuống. Rất may, họ kịp có phản xạ chống tay để không ai bị ngã hay bị thương. Sau đó, đám côn đồ của ngành công an Việt Nam bắt đầu lấy xe máy, cò kè bám đuôi nhóm luật sư suốt chặng đường từ tòa về khách sạn, buộc họ phải rút cả về phòng luật sư Ngô Tuấn, cố thủ để phòng rủi ro. Có lẽ đám công an côn đồ này cay cú với những hành động của các luật sư trong phiên tòa, đặc biệt là họ muốn đe dọa không cho các luật sư công bố thông tin, thể hiện qua việc giằng co chiếc USB của luật sư Ngô Anh Tuấn. Mọi thủ tục và tranh luận đã bị cắt đứt vào ngày thứ tư của buổi xét xử. Trong dự kiến ban đầu, trước đó thì hội đồng xét xử ghi rõ sẽ tiến hành trong 10 ngày. Đây là hình ảnh thẩm phán Trương Việt Toàn, chủ tọa phiên tòa. Trong khi chờ đợi bản án sẽ tuyên, đến đây có thể tổng hợp khái quát 5 luận điểm chính mà các luật sư đưa ra để tranh luận, nhưng chỉ được Viện Kiểm sát đối đáp nửa vời và tòa hầu như bác bỏ toàn bộ, bao gồm những ý như sau. Một là yêu cầu triệu tập hàng loạt nhân chứng và người liên quan đã bị bác bỏ hoàn toàn. Luật sư Lê Văn Hoàn đã gửi kiến nghị một cái danh sách dài các nhân chứng và người liên quan cần được xét hỏi nhằm làm sáng tỏ sự thật đã không hề có ai được triệu tập. Tại phiên tòa, luật sư Lê Văn Luân cũng đã đề nghị được hỏi đại diện Công an thành phố Hà Nội đang có mặt tham dự tòa về kế hoạch số 419A của Công an Hà Nội, được hồ sơ vụ án đề cập, nhưng vị chủ tòa phiên tòa đã bác yêu cầu và nói Công an Hà Nội không tham gia tố tụng vì không liên quan nên đề nghị luật sư không hỏi. Thứ hai là các luật sư đòi hỏi tính hợp pháp của cuộc tấn công giữa đêm khuya theo một bản kế hoạch ghi số 419A đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Công an phê chuẩn cũng không được tòa làm sáng tỏ. Bản kế hoạch này là điểm khởi đầu cho vụ việc đầy kịch tính và đầy đau khổ tại Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, nhưng nó không xuất hiện trong hồ sơ vụ án. Luật sư Lê Văn Luân cho biết như vậy. Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Hồng Bách, người bảo vệ đứng về phía gia đình của ba cảnh sát cơ động tử vong, lại công bố trong phiên tòa rằng văn bản này thuộc loại tối mật. Nếu cuộc tấn công này là hợp pháp, thì những kẻ gây nên cái chết cho ba sĩ quan an ninh là tội đồ. Và ngược lại, cuộc tấn công này là bất hợp pháp, thì việc chống kẻ xâm nhập gia cư đang đêm bất hợp pháp là hành động tự vệ chính đáng. Nhà văn Lưu Trọng Văn đã đưa ra nhận định. Nhà báo Nguyễn Thông thì nói, hà cớ gì lúc đêm khuya khoắt đưa binh hùng tướng mạnh bao vây thôn làng, xông vào tận nhà dân, vi phạm hiến pháp, bắt người, bắn người, giết người mà không có bất kỳ bản án buộc tội nào. Làm công vụ giết người trong đêm chỉ có quân thảo khấu man dợ mới như vậy, chứ thảo khấu bình thường nó cũng không dám. Đây là hình ảnh căn phòng ngủ nơi cụ Lê Đình Kình đã bị bắn chết với chi chít vết đạn khắp nơi. Cáo trạng cho rằng kế hoạch giữa đêm của công an và thôn Hoành với mục đích là để đảm bảo an ninh trật tự cho việc xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn. Tuy nhiên, đây chỉ là một lời ngụy biện trưng cháo vì tường rào Miếu Môn đã được xây xong cuối năm 2019, nơi xây cách thôn Hoành tới 2 km.
Ba là bởi lẽ giết người là một cáo buộc nghiêm trọng dẫn đến hình phạt tử hình, nên các luật sư đưa ra yêu cầu thực nghiệm điều tra nguyên nhân cái chết của ba cảnh sát cơ động. Nghi vấn đặt ra là vì sao các thi thể bị hóa thành than. Tuy nhiên, vị đại diện viện kiểm sát nói không cần thiết và tòa bác bỏ yêu cầu này của các luật sư. Do giếng kín nên xăng đổ xuống nhiều chậu chỉ có thể bốc hơi lên trên và cháy ở phần trên miệng giếng, chứ không thể cháy trong giếng. Nó giống như một trò chơi dân gian, người ngậm dầu vào miệng và phun vào ngọn lửa thường tạo ra ngọn lửa, nhưng miệng người phun không hề bị bỏng vì trong miệng anh ta không có oxy. Vì thế, với kịch bản đổ xăng được đưa ra trong cáo trạng thì sẽ có một cột lửa lớn phụt lên miệng giếng. Ba công an rơi trong giếng chỉ chết ngạt chứ không thể bị hóa than vì không đủ oxy để cháy. Trong khi đó, kết luận điều tra của công an thành phố Hà Nội viết rằng ông Lê Đình Chức cầm can xăng đổ ra chậu và dùng chậu đổ xăng 3 đến 5 lần xuống hố, cứ 3 đến 5 phút thì đổ một lần. Luật sư Hà Huy Sơn đã đưa ra lý giải như vậy. Trong kết luận điều tra cho biết, cái chết của ba người này là do ngạt khí và than hóa toàn thân do nhiệt độ ở mức độ rất nặng và không có nêu bệnh nền. Đây là hình ảnh luật sư Ngô Anh Tuấn thực nghiệm điều tra dưới hố kỹ thuật phát hiện ra một sợi dây điện còn nguyên vỏ, không cháy, trong khi kết luận điều tra xác định tử thi ba cảnh sát cơ động bị than hóa hoàn toàn do thân nhiệt cao. Đây là một mâu thuẫn không thể bỏ qua. Luật sư Nguyễn Đăng Mạnh cũng cho biết rằng nguyên nhân cái chết chỉ dựa vào lời khai của các bị cáo là chưa đủ cơ sở để kết luận. Ngạt khí thì do đâu, từ đâu, giám định pháp y chưa làm rõ nội dung này. Luật sư Nguyễn Hồng Bách, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ba công an, đã lên tiếng phản đối việc thực nghiệm hiện trường vụ án. Luật sư Bách được dẫn lời nói rằng ai là người dám chui vào cái hố đó, cho người khác đổ xăng lên, thậm chí dùng vật thay thế hoặc con vật khác, chúng ta cũng không có quyền. Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách thì trong trường hợp này không nên thực nghiệm, như thế sẽ gợi lại nỗi đau của các gia đình nạn nhân. Trong khi đó, luật sư Nguyễn Hòa Luân, người bào chữa cho những người bị cáo trong vụ án, sau đó đã phản bác quan điểm của luật sư Bách. Theo luật sư Nguyễn Hòa Luân thì thực nghiệm hiện trường có thể thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau và không nhất thiết phải về tại chính địa điểm đó và cũng không nhất thiết phải có mặt của tất cả mọi người. Luật sư Luân đồng ý với việc không gợi lại nỗi đau cho người nhà nạn nhân, nhưng nếu chứng minh được hành vi phạm tội một cách rõ ràng thì sẽ giảm đi sự ngờ vực, lúc này càng giảm được chừng nào hay chừng đấy. Bốn là nhiều khi bị cáo đã bị ép cung nhục hình. Cụ thể, bằng câu hỏi của luật sư Nguyễn Đăng Mạnh cho thấy 19 trên tổng số 29 bị cáo xác nhận đã bị ép cung nhục hình. Ông Lê Đình Công đã khai trong giai đoạn điều tra đã bị đánh liên tục 10 ngày bằng rùi cui cao su bởi điều tra viên tên là Phạm Việt Anh. Còn bà Bùi Thị Nối cũng khai tại tòa rằng lúc bà đang bị thương nhưng khi lấy cung vẫn bị đánh vào chân rất đau đớn tại đồn công an Miếu Môn để ép cung. Đặc biệt là ông Lê Đình Chức có vết thương rất lớn ở đầu, nhưng ông Chức đưa ra lời khai rất kỳ lạ rằng ông không đi bệnh viện mà ông cũng không biết vết thương của mình từ đâu ra. Đây là hình ảnh bị cáo Lê Đình Chức trong phiên tòa. Trong khi hình ảnh ông Chức trước tòa có một vết sẹo to bằng 3 ngón tay, dường như đã bị đục đi một miếng hộp sọ. Cáo trạng cũng viết ông này bị bắn vào đầu. Lý do khiến ông Chức không dám khai đúng sự thật là một nghi vấn rất lớn. Trước tòa, ông Bùi Viết Hiểu cũng phản cung và tố cáo rằng điều tra viên soạn sẵn lời khai và ép ông phải nói để quay video. Tuy nhiên, tòa không có ý định xem xét tố cáo này. Ép cung nhục hình là một tội hình sự và từng xảy ra rất nhiều ở Việt Nam trong giai đoạn gần đây. Trong phiên tòa xét xử 29 người dân đồng tâm, viện kiểm sát và tòa đồng quan điểm ngắn gọn cho rằng không có cơ sở để phủ nhận các tố cáo bị ép cung, dùng nhục hình của các bị cáo và yêu cầu xem xét sự việc của các luật sư. Năm là yêu cầu khởi tố vụ án giết người từ cái chết của ông Lê Đình Kình cũng bị tòa bác bỏ. Trong khi đó, viện kiểm sát lập luận rằng trời tối nên ông Bùi Viết Hiểu không thể nhìn thấy ông Kình bị bắn chết nên lời khai là không chính xác. Theo hồ sơ có trong vụ án thì ông Kình có sự chống đối nên việc bắn chết là đúng quy định của pháp luật. Đại diện viện kiểm sát đã xưng hô với ông Lê Đình Kình bằng cách nói trống không một chữ Kình theo cách rất vô văn hóa, thiếu tôn trọng một người cao tuổi đã mất. Về vết thương trên người ông Hiểu, đại diện viện kiểm sát chỉ nói rằng không rõ nguyên nhân. Về cáo buộc ông Kình chống trả bằng cách cầm lựu đạn chỉ là tuyên bố tự thân về phía công an, không có cơ sở nào chứng minh, trong khi ông Bùi Viết Hiểu là nhân chứng duy nhất chứng kiến cái chết của ông Lê Đình Kình đã khẳng định trước đó là ông Kình không có lựu đạn. Và cho đến ngày 10 tháng 9 năm 2020, tức là sau hơn 8 tháng vụ việc vào ngày 9 tháng 1 xảy ra, thì chỉ có duy nhất một tấm ảnh với 7 vật giống lựu đạn được VTV và Thông tấn xã Việt Nam và các báo đài nhà nước đưa ra để làm bằng chứng cho cái gọi là ông Kình cầm lựu đạn chống trả công an.
Đây là hình ảnh, bức ảnh duy nhất có đóng dấu mờ của Thông tấn xã Việt Nam được các báo đưa tin tuyên bố trong các hồ sơ rằng ông Lê Đình Kình có cầm một quả lựu đạn trong tay trước khi bị bắn chết. Trong phiên tòa xử 29 người dân vào thứ Ba ngày hôm 9 tháng 9 thì các bị cáo hỏi đều khẳng định không hề đưa cho ông Lê Đình Kình một quả lựu đạn nào. Tôi hỏi lại ông, theo thống kê của chúng tôi thì có ít nhất 11 quả lựu đạn được thu giữ tại hiện trường và một vỏ lựu đạn đã nổ, khả năng là quả thứ 12. Ông cho hội đồng xét xử biết rằng có chắc rằng ông chỉ nhờ mua 10 trái lựu đạn và trong nhà ông hoặc nhà ông Kình không có thêm bất kỳ quả lựu đạn nào không? Luật sư Ngô Anh Tuấn đã hỏi ông Lê Đình Công như vậy. Ông Lê Đình Công đáp, tôi khẳng định lời khai của tôi là đúng. Tôi chỉ nhờ mua 10 quả lựu đạn, ngoài ra không có thêm bất kỳ quả nào trong nhà tôi và nhà ông Kình. Khi luật sư Tuấn hỏi tiếp ông Bùi Viết Hiểu về giờ phút ở với ông Lê Đình Kình thì bị chủ tọa thẩm phán Trương Việt Toàn ngắt lời, yêu cầu luật sư không hỏi các nội dung liên quan tới ông Kình vì hành vi của ông Kình không được xem xét trong vụ án này. Luật sư Tuấn cũng không đồng ý vì trong cáo trạng đã cáo buộc ông Lê Đình Kình đã phạm tội giết người. Tôi không chỉ là luật sư bảo chữa cho các bị cáo mà tôi còn là người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho bà Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình. Theo biên bản ghi nội dung phiên xử mà luật sư Tuấn công bố cho thấy, chủ tọa nhắc nhở luật sư rằng bà Thành không được công nhận là tư cách tham gia tố tụng, nên luật sư không có tư cách đại diện cho bà Thành tại phiên tòa này. Luật sư Tuấn nhắc lại lời của chủ tọa trong phần khai mạc phiên tòa là có thể triệu tập bà Thành nếu cần, lúc này là lúc cần, đề nghị hội đồng xét xử thực hiện việc đó. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đề nghị luật sư về chỗ vì hỏi vượt quá giới hạn xét xử và sẽ mời luật sư quay lại hỏi sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đồng tâm theo ý đảng, tòa dứt khoát chạm dần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.